Em xin chào cả nhà, cùng toàn thể tất cả các bác, các anh, các chị, các cháu thân mến đang theo dõi kênh của Lê Tuấn. Và để đáp lại tấm lòng tốt của các quý vị cũng như cả nhà, cùng toàn thể các bác, em hôm nay tiếp tục lại đi tìm cho các bác được một cái chảo sáu của chính mình, các bác nha. Chảo này chảo sáu nhưng mà chảo, chứ là chảo không phải chảo đại nhưng mà chảo đại nhỏ, các bác nha, không phải đại lớn. Đấy, cho nên là cái này nó đang nằm ở trong cái đít của cô bố ta. Thì em, cái ông chủ này ông muốn tách cái dàn chảo này bán riêng, các bác nhá. Còn nếu như các bác mà mua luôn cả cái đầu M và M7000 này của cô bố ta này thì ông chủ này ông bán luôn. Nhưng bây giờ em muốn quay riêng về cái dàn chảo 6 của chính mình này, các bác nhá, để bán riêng. Đấy, cái dàn này là 10 triệu, các bác nhá, đúng 10 triệu. Đấy, dàn chảo 6 của chính mình. Thì để cái dàn chảo này nó 10 triệu. Bữa trước là chủ kêu 13 triệu các bác ạ, nhưng mà chủ cày một tháng nay rồi. Thì bây giờ chủ bớt xuống còn 10 triệu các bác nhá. Đấy, thì em cũng nói thật luôn, có sao không nói. Bởi vì em là người thật về thật, em quay cho các bác để có những khi có những bác rất cần, các bác nhá. Với một cái giá như vậy thì các bác cũng phải nên mua 10 triệu. Còn bữa trước cách đây khoảng tầm 15 ngày em lên là 13 triệu các bác nhá. 13 triệu. Nhưng em lên em nói là bây giờ 13 triệu mà 15 ngày nay anh làm biết bao nhiêu tiền rồi, thì anh phải trừ cho người ta, thì còn 10 triệu để các bác nhá. Đấy, em luôn luôn đi đến những cái chỗ nào mà những cái cũ của những người ta xài rồi mà đến với các bác, nhưng em xuống là em nói thẳng là anh phải bán rẻ chứ anh không được bán cao. Nếu bán cao là người ta không mua được, mà người ta cũng, những người ta đang cần ít tiền, người ta dùng những cái ít tiền thì người ta mới cần đến anh. Đấy, cho nên em đã đạp xuống còn 10 triệu các bác nhá. Thì bây giờ em không nói nhiều nữa và em đi vào chi tiết cho các bác xem này. Cái này là cái bánh lái nó đã mòn rồi các bác nhá. Đây mòn nhiều này. Đấy, cô chụp ở dưới đàng hoàng. Thế các bác. Và cái này còn sáng luôn các bác nhá. Đấy, ốc tất cả các thứ. Nói về chảo chính mình thì chảo trung đó. Chảo đại trung thì các bác biết rồi. Đúng không ạ? Nó nằm trong cái hạng VIP của chính mình. Cho nên là ông chính mình thì hôm nào tôi gặp ông chính mình thì ông lấy làm sao mà cái chảo của ở bên nước ngoài, cái chảo này này là bà đăng Pháp nhá, Magin bà đăng Pháp cái chảo này. Đấy, phải lấy rẻ đi tí thì cho người dân máy cày người ta đi đến tay nó rẻ hơn. Đúng không ạ? Đồng tiền bây giờ khó khăn thì ông chính mình cũng phải rẻ bớt đi tí. Đấy, thì cho nên hôm nay em đưa những cái cũ này đến cho các bác. Đấy, với giá 10 triệu bạc. Đấy, nó đang nằm trong cái đít Kubota. Nhưng mà các bác chỉ lấy ở tràn này nha, còn cái đít này của Kubota là các bác không lấy được đâu. Đấy. Tí nữa em review luôn, ai thích cái dòng Kubota 7000 này thì các bác sẽ mua đem về cái luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, thì em bắt đầu em review đến cái chất lượng này. Chất lượng của sản phẩm là cái dàn chảo đại trung này nó chỉ là 1/2 thôi các bác nhá. Nó không phải là 2/8 như chảo đại. Đó là em nói thật. Nên các bác trước khi mà em review lên thì em nói thẳng luôn các bác là đây không phải là chảo đại. Không có các bác lại khi bảo tưởng chảo đại để sang này, bác em bảo em là chảo đại thì chết em luôn. Cho nên là cái chảo đại là nó 2/8 đến 3/. Còn cái chảo đại trung này thì nó chỉ 1/2 thôi các bác nhá. Đấy, thì em nói như vậy là các bác biết rồi. Đây này, nó nhỏ lắm. Nó mỏng. Đấy, nhưng mà chảo thì còn rất mới bác nhá. Cái dàn chảo này còn rất ngon, còn rất sát nữa. Đấy, nó cách chỉ có 2/2 nữa các bác. Đây này, đây này. Và đây với đây này là 25 các bác nhá. Chảo cách chảo 25, suốt cách suốt 25. Đó, em nói rõ với các bác như vậy. Đấy, và dàn chảo này là dàn chảo trung chứ không phải là dàn chảo đại. Với cái giá tầm 10 triệu thì các bác nên gọi điện cho em 0394 326 198, em dẫn các bác đến mua chiếc chảo này về bán riêng các bác nhá. Đấy, thì chiếc chảo này hiện bây giờ đang cày rất ngon lành cùng với cái đầu Kubota 7000. Thì bây giờ em riêng review riêng cái chảo này không thôi, cho các bác thôi nhá. Đấy, đây đang còn xịn lè. Đây, còn rất mới. Đây, 10 triệu thì các bác nên lấy ngay chứ không có chần chừ gì. Hôm trước 13 triệu. Đấy, nhưng em muốn nói luôn, em bảo không, 13 triệu là hôm trước. Còn bây giờ là 15 ngày nay rồi thì anh cày rồi, anh phải trừ bớt cho người ta là ok luôn. Đấy, các bác về cày mệt nghỉ luôn. Các bác về các bác cày ngày cày đêm luôn nhá, cày trưa vào 3 ra 7 thỏa mãn. Đấy. Mấy bác này mà cày thì sướng các bác nhá. Đấy, thì bây giờ đây, các lỗ đang còn nguyên xi luôn các bác nhá. Đấy. Đấy.
không cần nói nhiều, các bác chỉ cần 10 triệu là các bác đã có ok luôn rồi các bác nhá, không có lăn tăn gì hết. Cái chỗ này có một tí đây không sao, đây này, không sao, không cày vẫn thoải mái, hàn một tí, rồi đây, đấy, rồi nha. Nè, coi cái chảo nó bự đụng vô đây luôn nè. Đây này, bự đụng đây, bự đụng này. Bự đụng vô luôn. Bự đụng, rồi các bác nha. Thôi, không cần nói nhiều, có 10 triệu bạc cái chảo này thì có gì đâu mà. Các bác cứ yên tâm. 10 triệu bạc là ok. Các bác nên xuống tay ngay nha, không thì người khác lấy mất. Đấy, em Lê Tuấn đã nói rồi. Bữa trước là em lên 13 triệu, bây giờ khoảng 10 triệu rồi. Đấy, thì đó là của tiền nào của đấy. Nhưng cái này còn rất tốt các bác nha. Nó hơi xích một tí bên này này. Đây em cũng nói cho các bác biết đây. Giờ em mới nhìn thấy đây như không việc gì. Không có vấn đề gì, vấn cày bình thường. Không việc gì, không nứt trong gì. Đấy, các bác nha. Thôi, có vậy thôi. Thì em làm riêng cái video này riêng. Còn bây giờ để em quay sang review chiếc M Kubota 7000 này. Nếu các bác đang mua chảo thì các bác muốn cái xe này thì quay sang video của em luôn nhá. Bây giờ em dừng cái video bán chảo riêng. Vâng. Rồi.